Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách canh chỉnh các đối tượng trong Illustrator hay gọi là align. Thì mình sẽ hướng dẫn hai phần. Phần đầu tiên là canh chỉnh các đối tượng với nhau và phần thứ hai là canh chỉnh đối tượng với artboard. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái artboard mới. Các bạn vô file chọn new. Mình chọn artboard này là khổ giấy là A4 và chiều ngang. Các bạn nhấn OK. Thì cái artboard này á, là hiểu nôm na artboard là cái trang giấy in của các bạn. Nếu các bạn vẽ các đối tượng nằm trong cái artboard này thì in ra sẽ thấy, còn nếu mà nó nằm ngoài artboard, tức là vùng xám xám này thì in ra sẽ không thấy. Thì để mô phỏng cho cái phần cái canh chỉnh giữa các đối tượng với nhau á, mình sẽ sử dụng mình sẽ vẽ một vài đối tượng. Thì mình vẽ một cái hình, vẽ một cái hình vuông, mình tô màu cho nó, là một màu cyan. Tiếp theo mình vẽ một cái hình, tròn đi, sẽ tô cho nó một cái màu khác. Mình vẽ tiếp một cái hình ngôi sao, mình tô cho nó một cái màu khác. Thì mình đặt ba đối tượng này không thẳng hàng với nhau đi, đặt bất cứ vị trí nào các bạn muốn. Thì để canh chỉnh các đối tượng này thì đầu tiên các bạn vô trong Windows, chọn cái lệnh Align. Thì lúc này cái hộp thoại Align nó xuất hiện ở đây. Thì các bạn có thể mở rộng hoặc thu nhỏ cái hộp thoại Align bằng cái cách nhấn vào menu và chọn Show Option. Nó sẽ hiện được nhiều option hơn cho chúng ta. Rồi. Thì cái hộp thoại Align này á, có chức năng là canh chỉnh các đối tượng. Thì mình sẽ đi nói về cái Align Offset trước. Thì ví dụ như mình chọn ba đối tượng này, mình muốn canh chỉnh nó thẳng hàng với nhau, thì các bạn chọn ba đối tượng. Các bạn nhấp chuột chọn cái công cụ Select Tool, kéo từ ba đối tượng này. Rồi các bạn chọn một đối tượng mà các bạn làm góc, các đối tượng khác sẽ đi theo á, thì các bạn nhấp thêm một lần vào đối tượng đó. Ở đây mình nhấp cho cái hình chữ nhật. Rồi các bạn muốn canh trái cho ba đối tượng thì các bạn nhấp vào biểu tượng đây, Align Left. Thì lúc này sẽ canh trái cho ba đối tượng chúng ta. Tương tự các bạn muốn canh phải thì các bạn nhấp bên phải. Rồi, center cũng vậy. Ở đây là canh trên hay là canh đây là canh giữa nè. Ở đây là canh dưới. Các bạn lưu ý á, nếu mà khi các bạn đặt lại ba đối tượng này ra xa nhau đi. Các bạn mà chọn ba đối tượng này và các bạn không chọn một đối tượng để canh á, thì khi các bạn nhấn align trên đây. Ví dụ như mình nhấn align center đi thì nó sẽ align lại cái khoảng cách trung bình của ba đối tượng này. Nếu mà các bạn chọn align canh trái á, thì nó sẽ canh theo cái hình phía bên trái, tức là cái hình tròn. Nếu mà các bạn canh bên phải thì nó sẽ canh theo cái đối tượng hình là ngôi sao. Đó. Còn nếu các bạn cụ thể muốn canh theo một đối tượng mà các bạn đã xác định, giống như hình chữ nhật, thì các bạn chọn hình chữ nhật thêm một lần nữa. Rồi các bạn nhấn align thì nó sẽ canh theo center theo cái hình chữ nhật. Ok. Tiếp theo mình sẽ đi tới mục distribute object. Thì về bản chất nó không khác nhiều so với align object ở trên. Nó chỉ khác khi các bạn nhập cái thông số vô đây. Mặc định cái thông số ở đây là 0 thì mình trả về 0 đi. Thì nếu mà các bạn trả về 0 á, thì ví dụ là canh center bằng align và distribute luôn. Nếu mình canh bằng align nó sẽ đưa lên trên. Tương tự canh bằng distribute ở dưới nó vẫn đưa lên trên. Nó vẫn đưa lên canh trên hết. Nhưng mà nếu các bạn nhập thông số vô cái hộp thoại dưới đây. Giả sử mình nhập ở đây là 10 đi. Rồi các bạn nhắm align lại. Align bằng distribute. Thì lúc này cái khoảng cách từ cái hình màu xanh tới cái vòng tròn ở dưới chính là 10 mm. Mà các bạn nhập bằng hộp thoại bên kia, các bạn thấy đây, chính là 10 mm.
nó chỉ khác biệt nhau cơ bản là vậy. Rồi mình sẽ đi tiếp tới cái chỗ distribute file sync, thì nó cũng tương tự như distribute object. Thì sẽ mình hai có hai đối tượng với nhau như thế này, các bạn canh theo chiều dọc, thì lúc này cái khoảng cách từ cái hình màu xanh tới cái hình màu tròn chính là 10 mm, các bạn nhập ở đây. Rồi, thì trên đây mình đã nói xong cái phần canh chỉnh các đối tượng với nhau. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về canh chỉnh các đối tượng với Arbor. Thì để canh chỉnh các đối tượng với Arbor thì các bạn phải chọn một cái thuộc tính đó, là các bạn nhấp vô góc phải bên dưới của hộp thoại Align, các bạn chọn Align to Arbor. Thì lúc này các bạn chọn đối tượng của các bạn cần canh chỉnh. Các bạn nhấn vô canh chỉnh thì nó sẽ canh chỉnh theo Arbor, cho nên mình canh trái thì sẽ canh trái. Thì canh trên nó sẽ canh trên, canh giữa nó sẽ canh giữa. Còn nếu mà các bạn không chọn vô cái thuộc tính Align to Arbor, mình chọn Align to Select đi, thì lúc này nó sẽ không canh chỉnh được cho các bạn. Nó chỉ canh chỉnh được các nó chỉ canh chỉnh được các đối tượng với nhau như như cái phần trước mình nói thôi. Rồi. Thì trên đây là cơ bản tất cả về Align trong Illustrator. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.